Hello, em xin chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Trưa nay em quá trời nắng anh em ơi, đứng gió luôn. Trưa nay em lên với anh em phụ tùng của quay Thái 2.4. Thì nói chung phụ tùng ở trên cái con xe này em mua được hầu như muốn hết luôn rồi. Chung em thấy đồ đẹp quá em chia lại của anh em ta về bán anh em. Thì hôm nay em lên với anh em một tí phụ tùng. Cái đồng hồ này của cái đồng hồ nằm trong bộ áo này nè, bộ áo quay Thái 2.4 nè, thì em bán cho một ông anh của em ở bên Long An rồi. Cái con xe này lúc mà nằm trên xe, lúc mà bên nhà của người ta, lúc mà em chưa chia về được á, là con xe này cái xác nó đi đúng 17.000 mấy luôn anh em. Xác nó đi đúng 17.624 cây. Đúng xác luôn á. Đồng hồ như tồn luôn nè. Cái đồng hồ này em bán rồi nha anh em, em chia lại cho ông anh của em ở Long An. Đồng hồ đẹp như mới vậy đó, đúng đát 2.4 luôn. Đó. Em chia rồi. Thì bây giờ video này còn một số món em lên. Thì hôm rồi em bán, em kêu full áo, full nhựa nhám, full đèn, full đồng hồ, kiến, rồi rổ, rồi đầy đủ. Bữa nay em mới lục ra nè, em mới lục ra được cái hộp đồ nghề của nó nè, em để vô bộ áo cho anh em luôn. Nói chung là em bán cái đồng hồ rồi thì giật giá lại. Em bán cái đồng hồ này cho ông anh giá 1.3 triệu. Cái hộp đồ nghề nó như tồn luôn nè, anh em coi. Đúng đời 2.4 luôn. Tháng này tháng 8 năm 2.4 anh em. Tháng 8 năm 2.4. Áo cũng vậy luôn, áo cũng full tháng 8 năm 2.4, học đồ nghề nó như mới luôn nè, trong nó bóng lộng luôn nè anh em coi nè, chưa rửa luôn. Ừ. Thì tí xíu nữa em quay lại cái phần bộ áo này ha. Nói chung em fit nhẹ cái cho nó đi luôn cho nó rồi. Quá trời nắng rồi. Rồi. Em lên với anh em phụ tùng cái con đồ phụ tùng cái con xe 2.4 này nha. Nói chung là em cảm ơn anh em nhiều, luôn quan tâm ủng hộ cho bên em. Thì xe này nhông sinh dĩa nó còn luôn, nhông sinh dĩa nó xài chung với đêm Thái á. Thì nói chung con xe này hầu như em mua muốn hết đồ trên xe đó luôn á. Đó, em mua muốn hết luôn á. Em chia lại của anh em ta muốn hết luôn á. Ừ. Nè. Nhông sinh dĩa nó còn luôn nè. Nhông sinh dĩa nó cái cùi dĩa nó xài chung với cùi dĩa quay 110 nha anh em. Dĩa 36 nè, dĩa theo xe Sunta nè. Nhông sinh dĩa này nó xài chung với rim Thái anh em nè, bộ nhông sinh dĩa này giá trị cao nha anh em. Bộ nhông sinh dĩa này anh em nào mua em bán 3 triệu á. Nè, chưa một lần mở ra luôn nè. Trời ơi, lúc mà em nhận về là nó còn mực màu luôn, tại em rửa nó bay bả mực hết trơn rồi. Dĩa 36 Sunta nè, dĩa nó dày cui luôn nè anh em coi. Ừ. Cái cùi dĩa này nó xài chung với cùi dĩa quay Thái 110 luôn nha anh em. Ở trong này nó có đóng KFLF nè. Cùi dĩa nó đẹp như cùi dĩa tồn nè. Mực còn vàng vàng nè. Bộ nhông xanh dĩa này anh em nào mua em bán 3 triệu đó. Cái nhông GF6 xài chung với rim Thái đó. Rim Thái nó nhông GF6 Sunta, còn thằng cái dĩa sau nó là 36 Sunta. Cộng sên nó như mới vậy đó. Đó, em có vệ sinh sạch sẽ hết trơn rồi nè. Đó, cộng sên nó như mới vậy đó. Này anh em mua vô mấy con xe rim Thái cọp cọp là hết bài luôn nha anh em. Bộ nhông xanh dĩa này anh em nào mua em. Rồi em xin phép được tiếp theo nha anh em, có anh em tao gọi. Bây giờ em vào chi tiết nha anh em nha. Anh em cần gì hú em. Rồi, đầu tiên anh xin phép anh em cho em quay lại bộ đĩa của nó. Bộ đĩa này em đăng là sáng rồi mà chưa có bay. Bộ đĩa này là siêu cọp luôn nha anh em. Anh em là tất cả các dòng quay nhỏ anh em vô được hết nha. Bách nạ càng quay ra quay Thái 2.4 thắng đĩa y chang như quay 110 chứ. Con đi vô đi. Kêu mẹ đi, ba đang quay clip rồi con. Đó. Bách nạ càng quay Thái 2.4. Anh em mua lẻ em bán 500.000. Thắng đĩa nha anh em xài chung với quay 112.000. Di đông sò khỉ, quay Thái 2.4. Hàng theo xe cọp nha anh em. Nói chung là bao tay này anh em về xài luôn theo xe nó luôn đó anh em ơi. Theo xe luôn đó nha. Như tồn luôn. Này anh em dọn mấy chiếc thắng đĩa là hết bài nha. Cùm là còn chữ nghĩa trơn luôn nha anh em. Dọn mấy con 2.4 thắng đĩa là hết bài nha anh em. Ghi đông sò khỉ cầm này nè, con ốc chọt sò khỉ nó như tồn nhé. Ghi đông sò khỉ cầm này anh em xài em bán 1 triệu. Cặp phục đĩa quay Thái 2.4. Cặp này em có quay sáng rồi, em vừa quay xương, anh em nhìn cái hình nó thẳng băng nè. Cặp này anh em nào chốt em bán giá là 2 triệu nha. 2.2 triệu chứ lộn. Cặp ti này như cặp ti tồn luôn á. Bao nhúng. Này em có quay clip 6 giờ sáng rồi nha anh em. Bây giờ em chỉ nhá lại thôi, chưa có bay thì nhá lại thôi. Đúng đời 2.4 nha anh em. AAB nha, KET ha. Ừ. Còn tay dây heo của nó thì anh em khỏi có nói mà tưởng tượng gì hết trơn. Mình bao anh em luôn. Đẳng cấp xe đi đúng xác 17.000 anh em.
đúng đách 204 luôn nè. Đi đúng sát 17.000 mà. Con xe nó VIP cỡ nào. Cộng dây dầu anh em coi chữ nghĩa nè. Cái bát của nó rất là độc anh em. Nòng súng không có tét một miếng gì luôn nha anh em. Có cái tay trên nè, nó bị cái tay trên nè chưa mở luôn nha anh em. Có cái tay trên này nè anh em, nó bị chảy dầu thắng ra đó, thì nó nổ nước sơn vậy anh em mình sơn lại phôi miễn bàn. Đúng đát 204 luôn nè. 4L31 đó. Tay dây heo này 2 triệu, combo này anh em lấy hết luôn, tính nhanh gọn lẹ luôn 5 triệu. Đó. 5 triệu. Rồi. Nguyên combo để anh em lên đĩa đó. Giá rất là rẻ luôn anh em, thử đụng vô đồ quay 110 anh em cầm 15 triệu anh em dọn đủ chứ lắm. Nếu mà đồ đẹp vậy. Đó. Ok anh em nha, bây giờ em vào chi tiết nha. Em có một số món phụ tùng của nó nè. Xe có phụ tùng trên con xe này em chia của anh em ta lại gầu hầu như là muốn hết luôn đó. Tại vì mình thấy đồ đẹp thì mình mua món, mình thấy cái nào đẹp đó anh em mình mua về mình bán cho anh em. Đầu tiên là cần thắng, cần số và đạp em có vệ sinh sạch sẽ rồi. Cái này ha, cái cần thắng này mà anh em vào quay Enfy, quay ZX là hết bài luôn nha. Ini luôn nha anh em. Màu gam xanh. Màu gam nó xanh xanh mà nó còn cái màu sáng sáng ngà ngà. Gai nè. Gai nó là gai to nha anh em, gai to tràn viền. Đó anh em vô quay Alpha quay ZX là hết bài. Combo 3 món này em bán giá là 600.000 nha. Cần thắng cần số vò đạp 600. Quay Thái 204. Ở dưới này rất là ít chạy anh em thấy không? Chỉ phớt phớt thôi nè, thấy không? Đó. Ok nha. Cần số nè anh em. Gai gốc là còn hết nha anh em, cái này về anh em scan lại là hết thuốc ha. Cần thắng cần số vò đẹp anh em mà đem scan lại là ok luôn à, là chơi chuẩn 204. Hoặc là anh em gam đen lại á, 204 em thấy anh em Cà Mau người ta hay gam đen lại á, người ta chơi á là dọn á. Em cũng thích cái kiểu gam đen nữa. Vò đạp quay Thái 204. Ở đây đóng mã 4T, đi chang như đêm Thái nó cũng đóng mã T vậy nè. Ba món này 600 nha anh em, bao đẹp. Chống đứng quay Thái 204. Chống đứng này là sơn rin nha anh em, sơn rin 100% nha chứ không có sơn lại nha. Bao anh em là cực kỳ đẹp, mấy anh em vào Alpha là hết bài luôn nha, 400. Chưa có mòn gì nha anh em, bản chất là nó xài chống đứng có lỗ dưới gì đó chứ không phải là bị mòn anh em. Vậy cui nè. Vậy cui thấy không? Ừ. Cái chống đứng này nói chung là cái chỗ này nè. Anh em nhìn chỗ này đẹp không đẹp là biết, chỗ này nếu mà xấu là mòn dữ lắm. Nói chung nó cũng có túm đầu ở ngoài vậy nha anh em, còn Alpha thì nó bằng trang luôn. Mấy cái chống đứng theo xe này em bao anh em á, xài thiên thu 204 xe người ta xài 20 năm không xệ cái chống đứng anh em, còn đồ mới giờ mua về xài vài bữa xệ nha anh em, không dính cốt lỗ tròn vo luôn. Cái chống đứng này anh em nào lấy giá 400.000 nha, sơn rin bao đẹp. Cái cây gắt máy quay Thái 204 nè. Rồi cây gắt máy này em bán giá là 600.000. Cây gắt máy anh em coi nè, cái thùng này vẫn còn zin theo xe luôn, cái thùng này là thùng zin theo xe luôn, mà thùng này coi như vứt rồi, thùng zin theo xe tới giờ là nó bị răng nứt hết trơn rồi. Thùng này zin theo xe luôn, cây chống ngang này em chưa rửa luôn nha, cây chống ngang này bao anh em rửa ra còn đẹp cực kỳ. Anh em coi nè, tới giờ này mà nó còn chấm mực ở đây luôn nè. Anh em thấy chấm mực xanh xanh không? Cái thùng này vẫn còn zin theo xe luôn đó, đúng sát 17.000 mà. Nè, lò xo chống đứng nè. Đặc biệt cây chống đứng quay Thái 204 là nó xài chung với cây chống đứng quay Thái 110 201. Mình nói thật với anh em á, cái này á, tại vì mình mua đồ của người ta thì được giá rẻ, thì mình mua đồ món được giá rẻ thì mình bán rẻ. Chứ mình xin lỗi anh em, cây chống nghiêng quay Thái 110 á, mình lấy cây chống nghiêng này ra, mình lấy ốc tán cái lò xo ra, mình bán cây chống nghiêng này cả triệu anh em coi nè. Ủa mà nó cọp thối tiền luôn. Nè. Đó, nó cọp thối tiền luôn. Chớ biết một miếng mòn là gì luôn anh em ơi, nó vậy cui luôn, đúng sát 17.000. Cây đây là chưa có dấu mỡ nha anh em. Con tán này nè, con tán sau này là chưa có dấu mỡ nha, mình chưa rửa chứ mình rửa là nó vàng ươm luôn á nha anh em. Nè mình khử cho anh em coi, là khử đất nè. Thấy không? Đây mình chưa có rửa nha, anh em hoàn toàn là nếu mà anh em phát hiện cái này là có đổi đồ mới vô một mình đền 100. Mình chưa rửa nha anh em, mình đã kiểm tra kỹ gốc nó bén như lưỡi lam vậy đó. Cái này con tán phía sau này nè, em khử cho anh em coi. Rửa ra là sáng giới nha anh em. Đó, cây chống nghiêng này nó xài chung với cây chống nghiêng quay Thái 110 201 nè. Cây này em bán cả triệu á. Nè. Sơn zin còn đang thui nè, thấy không? Lò xo ốc tán zin nè, màu đẹp cực kỳ không?
nó có chữ V nè, nhưng mà chữ V nó khác cái chữ V hàng mới bây giờ anh em. Chữ V hàng mới bây giờ cái nét của nó mỏng, còn cái nét của người ta dày cui, mà đồ theo xe anh em nhìn nó chất lượng dữ lắm. Đây này em bán 600 nguyên cây gì luôn nè, anh em về lấy cây chống nghiêng thôi là anh em lời rồi ha. Cặp cuộc sau quay thái 2.4 đó, cái này anh em khoái lắm nè, anh em Cà Mau khoái lắm nè. Ti rim theo xe một cặp, hiện tại chưa thấy hiện tượng xì sượng gì hết trơn, nhúng ngon chưa rửa luôn, ti nó vàng ẻo luôn, hạt gô nè còn luôn nè. Ti nó có mã là 21-84 đó, 21-84 hay 21-H84 đó. Ti rim theo xe một cặp luôn nha. Cái này cái lò xo này anh em rửa ha, rửa sạch nó còn trắng tươi và còn đẹp lắm nha, chưa có bị gì đâu. Mấy cái này là anh em tưởng trầy không phải nha, cái này dính dơ anh em chứ không phải trầy nha, cái này dính dơ theo thời gian dính dơ. Chân là chân keo nè, cái dạng chân keo nó bông bông tắc kè nhìn cũng hay lắm. Hạt gô 7 màu chưa đụng chạm nha, bao anh em không xì sượng. Cặp này bán giá 700, để mình coi nó trùng mã không nha, sao mà không trùng được. 21-84 là sao mà không trùng được, 21-84 là trùng mã một cặp luôn nè. Đúng không, để mình coi lại cái này. Cái gì nữa, 21-84 trùng mã một cặp luôn nè, không xì không sượng, bán 700.000, anh em về rửa là bao đẹp. Cặp này em chưa rửa nè, cái này với cái gắt máy em chưa rửa nè đó. Còn cây chẳng ba quay thái 2.4 này nè, nó xài chung với chẳng ba quay thái 110, nó y chang không khác gì chẳng ba quay thái 110 hết. Anh em nhìn bốn ốc chẳng ba của nó nè, nhưng mà có một cái là bốn ốc chẳng ba này nè thì ốc của quay thái 110 mình á là nó xài ốc số 8, còn thằng quay thái 2.4 này nó xài y chang như rim thái vậy đó, nó xài ốc số 10 nè. Đúng theo xe anh em chưa rửa luôn nha anh em đó, của người ta em mua của người ta về sau lại em bán y chang vậy luôn, đúng số 10, bao đỉnh luôn, mực còn luôn, mới tháo lần đầu nha anh em. Cây chẳng ba này em bán 700.000, xài chung với quay thái 110 nè, mới tháo lần đầu mới bò đỏ luôn nè, em chưa rửa luôn. Còn anh em thấy thì vậy thôi, chứ cây chẳng ba này rửa là can xà beng. Phía sau này nè, nó có mã y chang như quay thái luôn, để em quẹt cho anh em coi. Dính rất dơ. Phía sau này có mã y chang như quay thái luôn á, dính đất dơ nè. Mình bao anh em cây này là rửa ra là đen, nói thiệt là đen mung luôn nè, dưới còn mực xanh xanh đó nè, nước sơn là đen thùi lùi luôn. Dính dơ thôi nè, ba cái bụi tám lâu năm nè, nè anh em coi nè, thấy không nè, thấy không, thấy không, rửa ra là đen mung luôn nha anh em. Còn chén trên là mới tháo lần đầu tiên luôn, mới tháo lần đầu tiên luôn, em bán 700.000 nha nè, không có bầm cổ bầm khuyết bầm gì hết nha anh em. Bao xài cây chẳng ba này 700, y chang quay thái 110 không khác gì hết. Ốc tán cọp, chén trên chén dưới là bao anh em tắt thằng tật, mới tháo lần đầu mới bò đỏ còn luôn. Anh em mà xài mấy chiếc quen pha ha, mà anh em mua cái đồ hệ này anh em vô rồi thôi cứng nhắc chiếc xe luôn đó. Rồi tiếp theo nữa nè, em chào bán với anh em là cái một cái thùng xăng quay thái 2.4, thùng xăng lớn rồi, hàng độc ha, này lâu lâu mới có mới mua được của người ta. Riêng cái bộ bát yên thôi thấy đúng độc rồi, bộ bát yên của nó nè. Thùng xăng này em bán là giá là 1.000.000 nha đó. Hàng ốc này màu gam vàng nha anh em. Bộ bát yên của nó gì đó đó, em có nịch lại chân nè, thung thung sau thung trước rồi miếng lông đền chịu rồi cái ạc gô giữa đó, em có nịch lại hết rồi đó. Còn cái chịu yên của nó rất là chắc chắn luôn em coi, thấy không, râu là chưa bị oxy quá, chưa mòn gì, nó có một bên nè, cái dòng này nó có một bên vậy thôi. Nắp xăng là gam zin nha anh em, nắp xăng là gam zin, chưa rửa chưa gì luôn, bao đẹp á, này rửa ra là bao đẹp, mực zin luôn. Ô trời ơi, con nào anh em ơi, cao su đây nó chưa bị dính ba cái cận nhiều luôn. Xe này đi đúng xác 17.000 cây á anh em.
cái máy thì nói với anh em nó khủng khiếp luôn. Mình bán là mình bán full đó, máy rồi full bình xăng con, bộ xử lý khí thải, nhông sên dĩa rin theo xe, full bộ điện sườn luôn, cái học IC mobile chớp sạc cờ le đề, học bình luôn, cái bình zin theo xe luôn, cái bình như mới vậy đó. Trời ơi, nó trông trắng tươi anh em ơi. Bình xăng em bán 1 triệu nha anh em, hàng độc nha, nói chung anh em kiếm không ra đâu, đúng đắt 204 luôn. Bình xăng sơn zin nè, thối tiền không, nó còn cái độ bóng luôn nè anh em thấy không, em chưa có rửa chứ có chùi gì hết trơn á, mua về của người ta anh sao lại em chiến gì luôn nè. Đóng đắt 204 nè anh em thấy không, 04 có thấy không, 02Y04 đó, 02Y04A đó. Anh em bắt được quay 110, tại vì cái phần dưới này nó không có liên quan. Cái đèn em bắt quay pha cực kỳ cứng cáp, cứng nhắc à. Anh em bắt quay pha quay thái 110 gì cũng được hết trơn, nói chung là quay nhỏ vô được hết. Sơn zin nè. Miễn có chê luôn nha anh em, chưa rửa mà nó cỡ này. Đó, nè. Vẫn có bát chịu chỗ cái mình ốp sườn như quay 110 vậy đó nha anh em. Xanh lòng súng nha. Ở dưới này là chưa một miếng sét luôn nè anh em coi. Ở dưới cái dạ dưới này là chưa một miếng sét luôn nè. Cái này mà rửa một cái là như mới luôn. Đó, mấy cái này là dính dơ không nha anh em, về rửa bát một cái là như mới luôn. Cái thùng xăng này anh em nào chơi giá 1 triệu, cái phe gài bấu xăng là 7 màu luôn nè. Đó. Cái mình nói anh em, cái trái lọc xăng nó còn trắng vậy nè. Cực kỳ hiếm nha, lọc xăng theo xe mà được như vậy là quý lắm nha anh em. Và đặc biệt á, cái thằng này á, cái thằng 204 nè, cái khúc ống mà vô bình xăng con này nè, thì nó có thêm một cái ống đen bảo vệ ngoài vậy nè. Đó, đặc biệt thằng 204 nó như vậy đó. Đó. Còn đây nè, dây này dây báo xăng nó còn mềm mèo, mực còn luôn, như mới, không lỗi lầm, mình bán 1 triệu, hàng độc nha, hàng này anh em vô alpha là cực kỳ chất. Rồi tiếp theo nữa là em có cái cản như tồn luôn, cái cản 204 anh em, nó xài chung với quay 110 201 luôn anh em, cản theo xe nha. Cái cản này em bán 1,5 triệu, cái yên này da zin theo xe luôn nè, yên này giống như yên trên xe em nè, yên trên xe em là yên 204 tồn nè. Yên này yên 204 theo xe nè, cái yên 1,5 triệu, cản 1,5 triệu, hai món 3 triệu. Em tính vô chiếc xe em rồi mà em làm biến mở ra mở vô quá trời, em đang xài cản nan mà em làm biến mở quá, thôi em bán luôn. Mình nói anh em cái cản nó như cái cản tồn luôn á, cái cản này cản theo xe nghe, không phải cản mới nha, mà cản mới nhìn là biết liền, cản theo xe nó như cái cản tồn luôn, nó đẹp á. Trời ơi, cản theo xe hay cản mới nó thiệt, với anh em nhìn mấy cái quai anh em biết rồi, cái quai nó chạy chỉ nè. Anh em thấy mấy cái quai sơn rin nó chạy chỉ không? Ừ. Chạy chỉ nè. Thấy không? Cái quai sơn rin nó chạy chỉ. Đó. Cái cản này như cái cản tồn luôn, nó đẹp khủng khiếp luôn, em tính vô chiếc xe nhà rồi mà em làm biến tháo ra vô á nè. Nó xài chung với quay 110 201 luôn anh em, cái cản này 1,5 triệu nha. Anh em vô chiếc 204 quay 110 201. Đó, nếu mà anh em đang xài dít ít thì anh em mua combo này vô đúng tịch luôn. Dít ít cập cập á, anh em thả vô, yên rin, cản rin. Nó bóng ngáo luôn anh em ơi, chưa có một miếng mồ hôi tay luôn nè. Thối tiền. Cái cản này anh em nào lấy giá 1,5 triệu nha, còn không thì em vô xe nhà em. Đó. Đúng 204 nha anh em. Bao cản cọp cho anh em. Còn cái yên. Bỏ đây cái đi. Cái yên nè. Da rin theo xe, còn cái chỗ này nó dính băng keo, dính băng keo vàng, dính băng keo vàng, chùi ra hết trơn rồi. Vậy anh em lấy dầu anh em chùi, da là bóng ngáo luôn nè. Y chang yên quay 110 201 cái đó, không có khác gì trơn á. Nè, hai bên là chưa nhăn luôn anh em, phơm nó đỉnh lắm. Nè, dính băng keo vàng anh em, dính băng keo vàng. Anh em ngồi mấy cái yên rin, rồi anh em ngồi yên, anh em ngồi lại mấy cái yên sàm là anh em ngồi không có được đâu. Đó, tại vì cái form nó chuẩn á, hai bên này nó bóp chiếc xe nó bóp vô, yên rin lúc nào cũng vậy, cho anh em để ý hai bên này nó không có tè bè ra mà nó bóp vô. Đó. Cực kỳ vip da rin theo xe. Trời, đúng mấy cái yên mà da rin mà bán giá 1,5 triệu nó thiệt với anh em, chỉ có cái thằng này thôi có giá đó thôi, đâu phải nó thuộc dạng bèo đâu, nó cọp luôn á. 17.000 cái mút nó vàng cháy mà nó còn đổ bóng luôn, là anh em biết rồi nè, cái mút nó vàng mà nó còn đổ bóng luôn. Còn cái thanh gài này anh em coi nè, chưa có mòn gì trơn nè, phải không, vàng khè cứng ngắc, da rin nha anh em.
Đinh này là đinh rin theo xe hết trơn luôn nha anh em. Đinh rin theo xe. Anh em phát hiện bấm lại một em đền mừ cho anh em. Chuẩn đinh rin thôi, nó có vuột mấy đinh ở bên này vậy anh em bấm lại giùm em. Đó em bán em nói chính xác. Cái miếng này luôn nè. Nè, cái miếng đúng 2.4 luôn nè. Cái miếng giấy này là cái miếng giấy đát của hồi ngày xưa nhà sản xuất mà xe đi ít mới có. Chứ xe đi nhiều cái này mất cái trơn à, rửa mất cái trơn à, đúng 2.4 luôn. Nó bị dạ. Đúng nguyên 2.4 luôn nè. Là 2.2, 2.3, 2.4 tháng 8 năm 2.4. Đó, 2.4 thì ở đây nó cái mã nó là mã KRS. Nha anh em nhớ ha. Là yên xe em cũng là yên 2.4 rồi. Yên xe nhà em nè, yên 2.4 toàn. Yên này lúc đó em mua cũng 4 triệu mấy chứ có rẻ đâu. Đó, bao đẹp. Đưa cái cảng 2.4 vô nó là thối tiền. Ngồi không phê cũng không ăn tiền anh em luôn á, cực kỳ. Chỉ có một cái là cái yên này nè, cái da bên này nè anh em, có vuột mấy đinh nè. Nè dấu đinh cũ của nó nè, em thấy không? Nè nó có vuột mấy đinh nè, vậy anh em về anh em bấm lại. Kéo da xuống bấm lại, đó nó vuột mấy đinh ở đây thôi. Còn bao nhiêu là tới dưới này còn dặn khè hết đế, cực kỳ đẹp. Em bán yên này cho anh em giá 1.5 triệu. Cái cản 1.5 triệu nữa là 3 triệu. Đó. Mấy anh em mà vô combo này, vô ZX cọp hoặc là vô quay 110/201 ha là thối tiền. Đó. Rồi. Phần cuối cùng của video này đó là cục máy. Đó. Cục máy này đúng xác đúng Odo 17.000 nhông sinh dĩa theo xe còn như mới luôn. 17.624 cây. Cục máy full máy, full nhông sinh dĩa theo xe, full vàng điện sườn học bình và cái bình rin theo xe luôn. Và dây full bình xăng con đầy đủ nha. Bộ trục vô xử lý khí thải, bình xăng con xá xị Boe full đát luôn nè. Nó cọp dữ lắm nè. Dây e với dây e của nó em để cho anh em luôn. Dây e nó xài dây e cáp LD00 nè, để cho anh em luôn. Dây e bình xăng con này nè. Còn dây ga của nó này em để cho anh em luôn nè. Dây ra ga nó mã KRS nha anh em. 2.4 mà. Xài cái ống này là ống xi nha. Đó. Để cho anh em luôn, rin theo xe luôn. Còn mình nhông sinh dĩa này thì mình anh em coi nè, coi lại kỹ nha. Dĩa là dĩa 36 nè ha, còn răng đó anh em nhìn nè. Nói chung á anh em nào mà chơi chuyên mấy cái dòng xe cọp anh em mới để ý cái vụ này. Ở cái phần trong rồi nè. Ở cái phần răng nè anh em nhìn nó chưa có nhọn luôn. Nó còn sớ sớ mà nó chưa nhọn luôn, thấy không? Đó, thấy không? Tới công chuyện không? Đúng xác nha. Cụ dính luôn cùi dĩa vậy luôn nha anh em, tại vì nhông sinh dĩa nó dính với cùi dĩa như vậy á là cái chỗ này nó chưa có dấu mỡ này nó mới cọp. Nè có chữ S nè, thấy không? Chưa mở ra một lần luôn. Mặt đạn theo xe Ford như mới luôn. Dĩa 36 ha. Bộ nhông sinh dĩa này xài cho rim thấy nha. Cộng sên nữa nè. Nó đẹp không có gì để tưởng tượng. 428 nha anh em. Đó, cộng sên đó đó. Em bán full nhông sinh dĩa cho anh em luôn. Còn cái nhông nó nhông GF6 xài chung cho Liêm Thái anh em. Nè. Nhông nó nhông GF6 xài chung cho Liêm Thái nè anh em, thấy không? Cái máy này là em chưa hoàn toàn chưa có rửa luôn mà anh em coi cái chất ron của nó nè. Em chưa có rửa gì hết nha, chỉ có một cái em rửa cái khúc này nè. Bởi vì anh em thấy sao khúc này nó sáng nè, thấy không? Tại em rửa khúc này nè, anh em thấy khúc này có sáng không? Em rửa khúc này để cho anh em coi nhông chứ này nó dính dơ. Nè, nhông GF6 xài chung cho Liêm Thái nè. Anh em thấy không ạ? Ở đây Sunstar nè, thấy không? Còn cái nhông là anh em coi là chưa mòn luôn. Cái nhông là chưa mòn một miếng nào luôn. Cực kỳ không? Ủa mà bộ này mà anh em vô mấy chiếc Liêm Thái cọp hết bài nha. Bộ nhông sinh dĩa này anh em mua lẻ là 3 triệu. Còn em bán full máy như vậy nè, 17 triệu, lộn, 17 triệu. Ha, à, bây giờ em vào chi tiết nhông sinh dĩa em quay rồi, bây giờ em cho anh em coi. Em bán bộ này là full điện sườn luôn, luôn cái học bình rim của nó luôn anh em. Học bình rim của nó dính điện sườn luôn. Học bình rim của nó tem chữ ngang như vậy nè. Trời ơi, kẹp 6 ly nó như mới vậy ông nội ơi. Nó còn cái bình rim theo xe đó, để em lấy ra cho anh em coi. Bình rim theo xe của nó, để em lấy ra cho anh em coi. Một tay nó hơi khó lấy. Tại em kiểm tra rồi, em nhét vô lại. Bình rim theo xe của nó luôn nè anh em. Bình rim theo xe của nó luôn nè. Đó.
Bình là từ lúc xe thùng ra tới giờ luôn nè, còn luôn. 509B0. Bình đúng rin theo xe của nó luôn đó nha anh em. Ừ. Nè. Đúng rin theo xe của nó luôn. Đó, chưa mở luôn nè. Nè đúng còn mực vàng vàng luôn anh em thấy không? Đúng rin theo xe của nó luôn đó. Cái hàng này là hàng cục máy này, anh em mua về anh em sưu tầm nó cũng đẹp, nó thiệt luôn, mình bán full vậy cho anh em nè, chưa mở luôn nè. Như mới luôn nè, thấy không? Ừ. Rồi, nó dính luôn cái học bình như thế này ha. Rồi full điện sườn này nó có đầy đủ nè. IC của nó nè, IC của nó là CI761T4.8, KRS, thun treo là nó còn mềm mèo luôn. Cục sạc nó cũng vậy, T4.8 nè. Đó T4.8. Cục chớp nó nè. Chốt nó chớp Mitsuba Thái Lan xài chung với chớp 110 nha. Cục mô bin sườn của nó nè. Má mô bin sườn nó đẹp thối cái tiền, cái bát nó vàng như mới vậy đó. Mô bin sườn nó tách MB25, này anh em chạy alpha là thối tiền luôn. Ừ. Dây mềm mèo luôn, nó có một khúc ống gì nè nha anh em. Cái chụp buri của nó nè. Buri zin luôn. Nichiwa. Cái này đóng mắt trên Thái Lan quá, mắt trên Thái Lan. Nó mềm mèo luôn. Ở trong là vàng cháy luôn nha. Rồi. Đó, bán là full như vậy cho anh em chơi mới đã. Bây giờ em vô cái cục máy cho anh em coi. Đáng quá. Đầu tiên. Máy này là máy quay thái 204, đầu lòng ống hơi, máy này là máy chỉ có phân khối chỉ có 100 thôi nha anh em, chứ phải 110 nha. Đó, để chỗ nào cho nó sáng trời. Này nắng quá trời nắng rồi. Không thấy nó chứ nó dạ nắng. Anh em đợi em xíu em bưng ra ngoài thử. Trời, anh em nhìn chất ron của nó, anh em đi cũng nổi nè. Chất ron em lập cấn chứ, cái ron của cái ron nó em mới lập cấn vậy, miếng chất ron này. Trời ơi là trời, ron chưa rửa gì luôn anh em ơi. Nè ron nồi nè, cái máy khủng khiếp. Cái máy này em bao anh em luôn, gã ra không cọp anh em cắt cái đầu em. Thì máy này anh em rồi chơi em chơi thì em rã. Nắp nồi này sơn kim nè. Đầu nó đầu TH nha anh em, đầu TH18. TH18 anh em. Bình xăng con Boe xá xị đầy đủ. Đúng đắt 204 đây, 4M30T. Trời ơi là trời anh em coi nè. Mấy cái này rửa ra là tới chỉ. Nè cái ống xá xị chuột bô nè, bán máy là bán nguyên bản nha. Còn trái nè, trái xá xị của cái trái xá xị của chuột bô nè. Còn chuột bô nè, mực vàng nè. Mực xanh nè, chữ nghĩa đát còn hết. 110. Đúng 204 là cái phần ống này là bằng vải nha anh em. Nè, sơn rim chưa mất luôn. Cái ống nè, cái ống hơi á là sơn rim chưa mất luôn, đen xì luôn. Chắc máy anh em nhìn 97cm khối KFM-7. Ron nè. Bắt lòng rồi. Chắc ron nè. Chắc ron có nắp tròn, biết anh em nhìn thấy không? Rồi, trời ơi ron nè. Anh em coi chắc ron nè. Xanh nè. Đó anh em coi nè. Đúng ô đô 17.000 cây nha anh em. Còn bình xăng con nè, ốc đít chưa mở nha anh em, bình xăng con nè, ốc đít chưa mở nha. Co xăng này đúng đắt 204 nha anh em. Co xăng này thì nó có cái phần này nè, 204 mà chưa tháo nha anh em. Ốc co xăng chưa mở lần nào hết. Anh em coi cái ron đầu nè, đụng nó thối tiền ốc nè. Em không có rửa gì luôn anh em, 17 triệu anh em. Ron cờ nữa anh em coi nè. Cờ đó nè. Má máy này nó cọp dữ lắm, cọp anh em ơi, con cỡ thiệt chứ, con cánh bướm anh em nhìn nè. Máy thối tiền máy. Cái ống mà nó còn đen xì là biết cỡ nào. Bình xà con nè, chưa một lần tẩy rửa luôn.
ốc đít chưa chạm nha anh em. Đầu TH18. Đó. Cốt nè. Vàng như cái cốt mới vậy. Máy này cọp dữ lắm. Đó, em bán là full như nãy em nói đó, 17 triệu. Còn mình nói thiệt với anh em, cục máy này anh em đừng nói tới chất lượng. Hỏi anh em chơi không, nắp cò là chưa có chỉnh gì nha anh em. Trời ơi, cái bình xăng con nó còn vàng khè chỗ này luôn anh em ơi. Boe này chưa mở luôn nha anh em. Boe nó y chang như Boe quay thái 110 gì, không khác gì đâu. Nè, trời ơi trời. Cây này em vuốt một cái là trắng bóc anh em tin không? Đó. Cái máy là khù rang nha anh em. Rồi, anh em chơi hú em ha. Đó, giá em có báo anh em hết rồi đó. Em bán full như vậy đó, 17 triệu thôi anh em ha. Còn áo này á, bây giờ em báo giá lại cho anh em luôn. Em bưng cục máy nhà nắng quá trời nắng này. Ây ơi. Em báo cho anh em luôn nè. Cho anh em mình dễ xử. Giấy 110 cũng còn mấy bộ nè. Anh em có chơi hú ha. Giấy 110 MTE không á. 99 2000 có đủ. Bây giờ em báo cho anh em bộ áo nè. Full áo, full đèn, full nhựa nhám luôn, lường yếm lường, học đồ nghề. Đồ nghề nó như tồn vậy đó. Luôn tập kiến. Kiến mới chát. Lắp như nồi này phần máy, đèn đó nè. Luôn cái rổ theo xe. Nè cao su em kiếm được cho anh em cao su dè nè. Luôn cái rổ theo xe. Rổ bao đẹp luôn. Chưa có một lũng gì chân, đúng rổ 204 luôn nha anh em. Rồi để cái này lại đi. Miếng yếm đẹp như mới. Bây giờ bộ áo này anh em nào chơi áo xanh đen, em mệt quá trời rồi. Nắng quá nắng, hóc quá hóc rồi. Anh em nào chơi coi. Hôm rồi là kêu giá là 5 triệu là bán có 1 triệu 3 còn 3 triệu 7 phải không? Hôm rồi là không có học đồ nghề, bổ sung cho anh em học đồ nghề. Rồi, một phát một bớt cho anh em luôn nhanh gọn lẹ. Full áo, full đèn, full nhựa nhám. Đó, 3 triệu. Mới suy nghĩ nhiều mệt quá. Mất công ở đó kì, kẹo cưa rồi luôn. 3 triệu, full hết. Áo là sơn zin bao đẹp nha. Giá cho anh em coi, cái bửng trong bửng ngoài chưa mất gốc luôn. Bửng trong bửng ngoài là chưa mất gốc luôn. Xanh đen, anh em chơi hú em. 3 triệu. Chào anh em nha.